Thưa quý vị và các bạn thân mến, quốc tế kêu gọi EU và Mỹ đóng băng các thỏa thuận với Việt Nam sau vụ bắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Trong nhiều năm qua, tiến sĩ Phạm Chí Dũng có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội được nhiều thành phần công chúng đón nhận. Cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa thấy một cơ quan nhà nước hoặc cá nhân nào kiện ông Phạm Chí Dũng với tư cách cá nhân hoặc với tư cách chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập. Trong một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng thì việc những cá nhân hay tổ chức có những phát ngôn khác với đường lối và chính sách của chính quyền phải được tôn trọng. Nếu coi chúng là sai phạm thì chính quyền trao đổi, tranh luận công khai, nếu được cho là xúc phạm hay vi phạm lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác thì những đương sự bị vi phạm có thể kiện ra tòa theo luật dân sự. Chứ chính quyền không thể tùy tiện bắt giam và bỏ tù người phát ngôn. Không có cơ sở nào để khẳng định những ý kiến công khai của tiến sĩ Phạm Chí Dũng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và trật tự thành phố như thông báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Quyền lập hội là quyền được hiến định, cho đến nay vẫn chưa có luật cụ thể để cho người dân thực hiện quyền con người cơ bản này. Đó là lỗi nghiêm trọng của cơ quan lập pháp. Trong điều kiện đó, việc ông Phạm Chí Dũng và các thành viên khác thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tự ra báo lập blog sử dụng tên miền là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp. Tất cả các lý do được nêu ra để bắt giam và khởi tố ông Phạm Chí Dũng như được báo chí loan báo là hoàn toàn không có cơ sở hay vi hiến. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 21 tháng 11 lên tiếng kêu gọi EU và Hoa Kỳ phải có tiếng nói sau khi chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt và khởi tố Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng vào cùng ngày. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam với cáo buộc làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch trong tuyên bố của mình viết rằng: "Bây giờ là lúc mà chiến dịch hạt của Hà Nội cho một hiệp ước thương mại với EU đã có kết quả trực tiếp và những vi phạm chống lại những người bất đồng chính kiến. EU cần phải lên tiếng về trường hợp nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, người chỉ kêu gọi châu Âu phải đòi hỏi có những cải thiện thực sự về tình hình nhân quyền trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam EU." Với cáo buộc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng, Việt Nam đang cho thấy mình không chấp nhận bất cứ các tiếng nói trái ngược nào với quyết tâm đàn áp những nỗ lực đòi hỏi nền báo chí độc lập cho quốc gia. Human Rights Watch kêu gọi EU, Hoa Kỳ và những quốc gia khác cần phải lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Phạm Chí Dũng. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF hôm 22 tháng 11 cũng ra thông cáo báo chí lên án việc bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng, người đã từng nằm trong danh sách các anh hùng thông tin của RSF 5 năm về trước. Ông Daniel Bastien, người đứng đầu bộ phận châu Á Thái Bình Dương của RSF, được trích lời thông báo cho rằng việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng là một xác nhận mới nhất về việc chính quyền hoàn toàn không có khả năng chấp nhận bất cứ thông tin nào không được đưa ra bởi chính hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu việc trả tự do ngay lập tức cho nhà báo này vào lúc mà Việt Nam đang muốn hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu EU và thảo luận về quốc phòng với Mỹ. Tôi thúc giục Brussels và Washington đóng băng tất cả các tiến trình chừng nào Hà Nội còn tiếp tục cho thấy những vi phạm về tự do báo chí và tự do nhân quyền. RSF gọi ông Phạm Chí Dũng là một nhà báo Việt Nam trực ngôn và là người đi đầu về bảo vệ tự do báo chí. Trong nhiều năm qua đã cố gắng tạo ra xã hội dân sự cởi mở và nhiều thông tin ở Việt Nam, không chịu sự điều khiển của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ông Dũng từng được đưa vào danh sách anh hùng thông tin của RSF cách đây đúng 5 năm và ông cũng là cộng tác viên của nhiều các trang mạng như VOA và RFA.
Theo thông tin từ cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng trong khi công an tiếp tục điều tra ông về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Với tội danh này, ông có thể phải chịu mức án tù lên đến 12 năm. Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng là sự xác nhận mới nhất về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không thể dung thứ cho bất cứ thông tin nào không phải là do cơ quan truyền thông của họ đưa ra. Ông Daniel Bradstein, trưởng bộ phận châu Á Thái Bình Dương của RSF nói theo thông cáo mới nhất của tổ chức này. Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ ban nội chính thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, từng bị giam giữ 6 tháng vào năm 2012 và bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông bị khởi tố hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi tuyên bố ra khỏi Đảng năm 2013 và thành lập Hội Báo chí Độc lập gọi tắt là IGAVN, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên các trang blog của VOA và RFA. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở thời điểm mà Việt Nam muốn hoàn tất tất cả các thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu và các hiệp định quốc phòng với Mỹ. Chúng tôi thúc giục Brussels và Washington đình chỉ toàn bộ tiến trình chừng nào Hà Nội còn coi thường tự do báo chí, đại diện của RSF nói trong thông cáo. Trong bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2019, Việt Nam xếp thứ 176 trên 180 nước. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân nhận định lý do vì sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và truy tố nhà báo độc lập tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Hôm 21 tháng 11, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Và lý do mà họ đưa ra là vì tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm luật pháp nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng từng là một đảng viên Đảng Cộng sản, ông đã tuyên bố bỏ đảng vào năm 2013. Sau đó ông đã thành lập và hiện vẫn là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Từ khi bỏ đảng năm 2013, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã liên tục có những bài viết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam cũng như về sự phụ thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Tàu Cộng và về những đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải nói là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã công khai chỉ trích nhà cầm quyền từ lâu. Như vậy thì tại sao Cộng sản Việt Nam lại bắt giữ và truy tố tiến sĩ Phạm Chí Dũng vào lúc này? Việc tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bắt giữ và truy tố sẽ tác động như thế nào lên tình hình đấu tranh hiện nay ở Việt Nam? Trước tình hình đàn áp hiện nay, Đảng Việt Tân và một số đảng phái chính trị khác đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có những hướng đấu tranh như thế nào để bảo tồn lực lượng và để hóa giải các biện pháp đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Hôm 21 tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt giữ ông Phạm Chí Dũng. Một ngày trước đó, nhà báo Phạm Chí Dũng đã có bài đăng trên báo mạng VOA bình luận về thế lực nào đã bảo kê cho các trang mạng đứng tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng nhận xét rằng trong bối cảnh nhà cầm quyền thắt chặt kiểm soát, gỡ bỏ các trang mạng nói xấu các giới chức cầm quyền, thì những trang mạng đứng tên lãnh đạo lại an toàn hoạt động trong nhiều năm qua. Ông Phạm Chí Dũng cho rằng các trang mạng này được một thế lực ở thượng tầng lãnh đạo bảo kê để được sử dụng như một công cụ đánh phá giữa các phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam để tranh giành các cái ghế trong các kỳ đại hội và nhất là đại hội 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021. Theo báo Thanh Niên, Công an thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc ông Dũng tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhận định ông Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự của thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà báo Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông được điều về làm cán bộ tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông viết báo và viết văn nhiều năm nay và cũng có học vị tiến sĩ kinh tế. Hồi tháng 7 năm 2012, khi đang công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Chí Dũng bất ngờ bị bắt giam vì tình nghi soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó ông bị khởi tố hai tội danh: âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Nhưng sau 6 tháng tạm giam tại nhà giam ở Thành phố Hồ Chí Minh, công an đã đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Hồi tháng 12 năm 2013, ông Phạm Chí Dũng tuyên bố từ bỏ đảng với lý do Đảng Cộng sản Việt Nam không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân. Năm 2014, ông Phạm Chí Dũng nằm trong danh sách 100 anh hùng thông tin gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới, được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF vinh danh. Tháng 7 năm 2014, ông Phạm Chí Dũng và những cộng sự đã sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Người ta thường nói là Putin ở nước Nga là một độc tài gia. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng độc tài Putin vẫn không đáng sợ bằng độc tài Stalin. Vì sao như vậy? Thật ra Putin chỉ là một loại độc tài cá nhân, còn Stalin là một loại độc tài toàn trị. Sự khác nhau là như vậy. Thực ra Putin chỉ kiểm soát hoàn toàn hành pháp của nước Nga, còn với lập pháp và tư pháp thì ông ta có phần lấn lướt mà thôi, chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. Đồng thời ở Nga hiện nay có báo chí tự do, và báo chí tự do thì có nghĩa là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng thống. Chính vì vậy, nếu sắc lệnh sai trái của Putin đưa ra thì ngay lập tức phe đối lập trong hành pháp và tư pháp sẽ tìm mọi cách để cản trở. Đồng thời báo chí tự do mở hết công suất tố sắc lệnh lạm quyền đó. Chính vì thế mà hành pháp của Nga phần nào cũng biết tôn trọng luật pháp, chứ không thể trắng trợn đạp lên pháp luật như ở các nước cộng sản khác được. Còn với độc tài toàn trị thì rất khủng khiếp. Tất cả hành pháp, lập pháp, tư pháp và báo chí cùng thi hành một mệnh lệnh. Khi Stalin ban ra một mệnh lệnh phải xử tội ai đó thì bất kể đúng luật hay sai luật, hành pháp phải ra tay, tòa án phải xử theo ý và lập pháp thì phải ủng hộ. Đồng thời báo chí phụ họa vào ca tụng Stalin sáng suốt và chụp mũ người vô tội. Chính vì thế mà Stalin ra tay với hàng triệu người dân vô tội thì ông ta vẫn cứ vĩ đại như thường, vẫn là sáng suốt như thường và vẫn đáng kính như thường. Ở Việt Nam chúng ta mô hình chính trị là loại độc tài toàn trị cộng sản, vô cùng nguy hiểm với tiến bộ của loài người, vô cùng nguy hiểm với những người nói lên sự thật với loại mô hình độc tài này. Khi đảng đã chỉ tay thì chính phủ phải ra tay bất chấp sai luật pháp, quốc hội giơ tay ủng hộ dù biết đó là sai trái, rồi tòa án xuống tay tàn nhẫn cho dù đó là bất công, và báo chí vung tay tát thêm vào mặt của nạn nhân vô tội. Với loại độc tài như vậy thì liệu chúng ta có nên dựa vào sự che chở của luật pháp để ra mặt đấu tranh hay không? Thực sự nếu đấu tranh trong chế độ độc tài toàn trị thì cần phải ý thức một điều rằng phải biết né đàn voi điên. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì chẳng khác nào bầy voi điên cả, nó sẵn sàng giẫm nát bạn nếu nó thấy ghét bạn. Với độc tài cá nhân, người đối lập có thể dựa vào luật pháp để đấu tranh ra mặt. Nhưng với Đảng Cộng sản thì chỉ cần chọc vào cái sai của nó là ngay lập tức nó nổi điên và sẽ ra tay nghiền nát bạn bằng mọi giá. Hành pháp, lập pháp, tư pháp và báo chí nhà nước như bốn chân của con voi giẫm nát bạn thành cát bụi như chơi. Chính vì thế nếu ai có ý định dựa vào luật pháp để được bảo vệ thì cũng đồng nghĩa với tự sát. Trước đây có bác sĩ Hồ Hải cũng đấu tranh công khai với Cộng sản là một cây bút sắc bén hiếm ai bi. Thế nhưng ông đã ỷ y rằng ông không làm sai pháp luật nên không ngần ngại sâu toàn bộ thông tin cá nhân, địa chỉ, văn phòng làm việc. Và kết quả ông đã bị bắt, chính quyền Cộng sản đã ghép tội ông và bỏ tù ông bằng một bản án bỏ túi bất chấp công lý.
Đó là một bài học xương máu cho những ai theo đuổi con đường đấu tranh cho dân chủ Việt Nam. Và đến hôm nay, trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng cũng tương tự như của bác sĩ Hồ Hải. Phải nói ông Phạm Chí Dũng viết bài rất khéo khi cầm bút. Ông Dũng đã cân đo đong đếm rất kỹ. Thông tin ông lấy cũng từ báo chí nhà nước rất rõ ràng. Điều đó minh chứng rằng ông không nói xấu nhà nước, mà chỉ là người nói lên sự thật. Nếu ai đọc bài của Phạm Chí Dũng nhiều, chắc cũng nhận ra rằng dùng luật của Cộng sản để bắt lỗi ông là rất khó. Thế nhưng hôm nay, ông vẫn bị bắt. Lại thêm một lần nữa, trường hợp tương tự bác sĩ Hồ Hải lặp lại. Với Cộng sản Việt Nam, không thể dựa vào luật pháp của nó để bảo vệ chính mình được. Với một cây non, bạn phải bảo vệ từng chiếc lá, từng chồi để nó lớn. Với cây non, nếu hôm nay bị ngắt ngọn, ngày mai bị vặt lá, ngày mốt hái chồi, thì cây sẽ không lớn nổi. Khi cây đã trở nên cổ thụ thì việc tỉa cành cắt ngọn sẽ không thể ngăn cản sức vươn lên của cây. Đó là quy luật tự nhiên. Tương tự như vậy, với phong trào dân chủ đang còn non nớt nhưng nay bị Cộng sản ngắt ngọn, mai lại bị Cộng sản tỉa cành thì phong trào cũng mãi không thể lớn nổi. Đó là thực tế. Vậy nên những người yêu nước vì một Việt Nam dân chủ ngày mai, ngay từ hôm nay chúng ta cần phải làm khác, cần phải bảo toàn. Đó là yêu cầu quan trọng bậc nhất hiện nay. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.